tưởng uẩn kim quan hỏi đạo hỏi kính thưa thầy khi ngồi tu thì con thấy các cơ mặt của con tự nhiên bị giật nhẹ nhẹ con dùng câu tắc ý tưởng hành lui đi vậy có đúng không thưa thầy bởi vì sự giật cơ này không phải do con ý thức làm mà do tự nhiên nó giật nhưng nó cũng không phải là trạng thái bình thường nên con nghĩ là do tưởng điều khiển. Đáp: khi ngồi tu có những trạng thái gì xảy ra đều do tưởng cả, con nên tắt ý đuổi đi, tưởng hành lui đi là đúng. Trong khi tu tập tứ niệm xứ có học tập hay là một việc gì khác được không? Kim Quang hỏi đạo. Hỏi: hôm qua con có viết thơ hỏi thầy về việc nghỉ học tiếng Anh. Con nghĩ hiện nay con sống trong môi trường xã hội, muốn tu tập xả bỏ mọi thứ thì con phải sống trong nó và xả bỏ trong mọi hoàn cảnh. Chứ nếu con lý luận rằng bởi vì khi đi học tiếng Anh làm cho tâm con lo lắng không an nên con nghĩ học tiếng Anh thì đó là hèn nhát chạy trốn chứ không phải xả tâm. Có phải như vậy không thầy? Đáp đúng vậy nếu con bỏ học tiếng anh không có nghĩa là con xả bỏ những ác pháp xả bỏ những ác pháp là xả bỏ những pháp tác động vào thân tâm con làm con khổ đau chứ phải không xả bỏ tiếng anh là xả bỏ các ác pháp vì tiếng anh đâu phải là ác pháp cho nên con học tiếng anh là một điều cần thiết cho những người việt ở nước ngoài có lợi ích chứ có hại cho con đâu. Kiêu mạng Kim Quang hỏi đạo Hỏi Khi tâm ưa lý luận, phân tích việc làm, lời nói, ý kiến, điều bộ, oai nghi, tư cách của người khác là tâm còn chấp ngã phải không thầy? Có phải là tâm kiêu mạng, chưa có sống tùy thuận theo mọi người? Con dùng câu tác ý Bản ngã hãy lui đi sắc thọ tưởng hành thức này đâu phải là ta là của ta vậy thì lý luận phân tích so sánh làm gì cho ai hãy sống biết tôn trọng tất cả mọi thứ mọi hành vi của mọi người suy nghĩ việc làm lời nói ý kiến điệu bộ oai nghi tư cách đáp đúng vậy khi tâm ưa lý luận phân tích việc làm, lời nói, ý kiến, điều bộ oai nghi tư cách của người khác là tâm con còn chấp ngã, còn kiêu mạn vân vân. Vậy con hãy từ bỏ, hãy nghe Phật dạy. Biết chuyện mình, đừng biết chuyện người. Đừng thấy lỗi người mà hãy thấy lỗi mình. Thấy lỗi người là tâm con bất an, tự con đã làm cổ con. Cho nên nói xấu người khác là mình xấu đấy con ạ. À. Bị trạo cử phải khắc phục như thế nào? Kim Quang hỏi đạo. Hỏi. Kính thưa thầy, xin cho con hỏi. Khi con ngồi tu tứ niệm xứ, các cảm thọ ngứa, lạnh, đau, các hành tay, chân, thân bị co giật hoặc đầu bị căng các niệm xấu ác quá khứ tương lai xuất hiện liên tục con dùng câu hướng tâm ác lui đi để đuổi các pháp trên đi hết giờ này sang giờ khác con cứ đuổi liên tục như vậy không có được giây phút nào ngừng nghỉ nghĩa là thân tâm của con không có thanh thản an lạc và vô sự con tự hỏi mình rằng nếu có ý muốn nhắc câu tác ý để đuổi các ác pháp và các cảm thọ đi thì không biết có rơi vào tưởng hay không vì tưởng biết được là ý con muốn gì và nó sẽ dẫn dắt đi sâu vào tưởng đáp khi tu tập tứ niệm xứ con bị trạo cử như vậy thì nên tác ý nhắc tâm đuổi ác pháp đó đi do ý thức chủ động điều khiển tâm nên không bị tưởng lôi. Tình trạng trạo cử thân tâm con là do nghiệp nhân quả cộng thêm tưởng quẩn tác động vào thân tâm con. Do đó, con dùng ý thức tác ý dẹp trạo cử, tức là chuyển nghiệp nhân quả. Chuyển nghiệp nhân quả tức là dẹp luôn tưởng quẩn. Cho nên dù tưởng quẩn có biết nó cũng phải ra đi theo nghiệp. Tâm bất động không phải là tâm cam nhẫn. Kim Quang hỏi đạo. Hỏi: Mục đích của tứ niệm xứ là giữ gìn tâm thanh thản, an lạc và vô sự, nghĩa là tâm phải bất động trước các pháp ác và các cảm thọ xuất hiện. Vậy khi các ác pháp và các cảm thọ xuất hiện, con nhắc câu tắc ý là để tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ chứ không phải là để đuổi các ác pháp và các cảm thọ đó đi vì theo con hiểu sắc thọ tưởng hành thức là vô thường khổ là vô ngã vậy thì ta không nên để tâm dính mắc vào các ác pháp và các cảm thọ đó nghĩa là không cần phải cố gắng tiêu diệt hết các cảm thọ và các ác pháp chỉ cần nhắc tâm không bị dính mắc vào những ác pháp đó thôi và đừng để cho có tâm ham muốn xuất hiện kể cả ham muốn diệt các ác pháp và các cảm thọ hoặc là tu như thế này thì sẽ có kết quả như thế này là diệt được cái này nếu con còn lý luận như thế thì con nghĩ con vẫn còn lẫn quẩn trong ảo tưởng đáp những lý luận của con ở trên đây là con đã chịu ảnh hưởng của các hệ phái phát triển. Những lý luận này trong kinh sách phát triển rất đầy đủ, đó là những lý luận lẫn quẩn không lối thoát. Cho nên, diệt dục, cả thiện lẫn ác thì con người là đá là vật vô tri vô giác. Diệt dục, cả thiện lẫn ác là không đúng nghĩa của Phật giáo. Đạo Phật ai cũng biết ngăn ác, diệt ác sinh thiện, tăng trưởng thiện là đường lối tu tập của Phật giáo. Do đó, chúng ta biết diệt dục ác, chứ dục thiện còn giữ lại. Cho nên, Đạo Phật là Đạo diệt ngã, xả tâm ly dục, ly ác pháp. Nhưng diệt ngã ác, xả tâm ác, ly dục ác, ly ác pháp, chứ không diệt ngã thiện, không xả tâm thiện, không xả dục thiện không ly thiện pháp vì thế đạo phật mới chấp nhận bác chánh đạo và không chấp nhận bác tà đạo cho nên đạo phật có bờ bên này và bờ bên kia bờ bên này là ác bờ bên kia là thiện vì thế đạo phật có hai lộ trình một là lộ trình thiện hai là lộ trình ác do chỗ tà, chánh, thiện, ác này mà Đức Phật đã chỉ cho chúng ta biết có bốn chân lý của đời người. Đó là Đức Phật gợi ý cho chúng ta hướng về sự thoát khổ. Hướng về sự thoát khổ tức là muốn thoát ra mọi sự khổ đau. Nếu diệt hết lòng ham muốn thì lấy cái gì để tu tập hay biến mình thành cây đá thì có lợi ích gì cho mình, cho người. Do ý muốn mà con người càng ngày càng tiến bộ trên hành tinh này về khoa học, kỹ nghệ, thông tin vân vân. Do ý muốn thoát khổ nên các tôn giáo, trong đó có Phật giáo mới có mặt trên hành tinh này. Vì thế, pháp của Phật là pháp môn tu tập để muốn làm chủ sanh, già, bệnh, chết, muốn giải thoát ra khỏi mọi sự khổ đau của kiếp làm người. Nếu không có ý muốn thoát khổ thì chúng ta đi tu để làm gì nghe đạo phật nói diệt dục diệt đế là các con điên đảo hiểu biết một cách sai lạc diệt hết tâm dục là thành tựu đất đá tu hành để thành đất đá thì còn có nghĩa gì là con người nữa phải không con nếu hiểu nghĩa như vậy là không đúng nghĩa của phật giáo vì mục đích của phật giáo là làm chủ nghiệp nhân quả và các cảm thọ. Cho nên trong tứ niệm xứ dạy, trên thân quán thân để khắc phục tham ưu ở đời, trên thọ quán thọ để khắc phục tham ưu ở đời, trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu ở đời, trên pháp quán pháp để khắc phục tham ưu ở đời. Khắc phục có nghĩa là làm cho hết đau chứ không phải chỉ có giữ tâm bất động không mục đích của đạo phật là chỗ tâm bất động nhưng tâm bất động trong sự làm chủ nghiệp và các ác pháp bằng tứ thần túc chứ không phải bất động trong sự chịu đựng của các ác pháp và sự chịu đựng của các cảm thọ cho nên sự hiểu biết của con như vậy là sự hiểu biết theo kinh sách phát triển là sai không đúng nghĩa của phật giáo đức phật dạy thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử tạm dịch trên trời dưới trời khắp trong thế gian con người là duy nhất làm chủ sanh già bệnh chết tâm không chứng ngại pháp thì tác ý, tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Còn có chứng ngại pháp thì tác ý, ác pháp lui. Kim Quang hỏi đạo. Hỏi. Xin thầy cho con biết khi nào thì nhắc câu tác ý, thân tâm phải thanh thản, an lạc và vô sự và câu ác pháp lui đi. Đáp khi nào thân tâm con bình an yên ổn thì thỉnh thoảng con tác ý một lần thân tâm thanh thản an lạc và vô sự để duy trì trạng thái thanh thản an lạc và vô sự còn khi thân tâm con bị chướng ngại pháp tức là bị các cảm thọ bị trạo cử bị các niệm ác xen vào hay bị hôn trầm thùy miên vô ký và ngoan không thì con nên tác ý ác pháp lui đi hoặc con tác ý rõ ràng hơn từng đối tượng của nó như đầu cổ tay chân lưng ngực bụng thọ là vô thường cái đầu đau nhức này phải lui đi và thân tâm phải thanh thản an lạc và vô sự hoặc về tâm thì con bảo tâm là vô thường ái kiết sử này phải ra khỏi nơi đây thân tâm phải thanh thản an lạc và vô sự khi tác ý bệnh lui đi có phải là tưởng không câu hỏi của kim quang hỏi khi con ngồi tu tứ niệm xứ các cảm thọ hay các hành xuất hiện con dùng câu tác ý ác pháp lui đi khi con nhắc như vậy thì các cảm thọ hay là các hành mất ngay, nhưng sau đó thì các cảm thọ hoặc hành khác mới xuất hiện và con lại nhắc tiếp đuổi bọn nó đi. Con thấy rằng những cảm thọ và các hành này giảm dần về cường độ, mạnh và nhỏ đi. Con không biết con có bị tưởng hay không và cứ như vậy suốt nhiều tiếng đồng hồ. Xin thầy chỉ dạy kỹ lại cho con hiểu rõ để con biết đúng phương hướng tu tập không phải rơi vào tưởng cám ơn thầy đáp con nên lưu ý kỹ về pháp môn tứ niệm xứ mà đức phật đã dạy trên thân quán thân để khắc phục tham ưu ở đời cụm từ này cần phải hiểu rõ nghĩa khắc phục tham ưu ở đời khắc phục tham ưu ở đời có nghĩa là làm cho hết đau khổ và hết ưu phiền vậy phải làm bằng cách nào căn cứ vào bài kinh nào mà chúng ta khắc phục được bệnh khổ nơi thân con hãy đọc lại đoạn kinh đại bác niết bàn này trong khi thế tôn an cư trong mùa mưa một cơn bệnh trầm trọng khởi lên rất đau đớn gần như muốn chết nhưng thế tôn giữ chánh niệm tỉnh giác chịu đựng cơn đau ấy không một chút ta tháng vậy ta hãy lấy sức tinh tấn nhiếp phục cơn bệnh này duy trì mạng căn và tiếp tục sống và thế tôn với sức tinh tấn nhiếp phục bệnh ấy duy trì mạng căn rồi thế tôn lành bệnh kinh trường bộ tập một trang năm trăm tám mươi hai kinh đại bác niết bàn đọc đoạn kinh này chúng ta nhận xét rất rõ khi bị bệnh Đức Phật giữ tâm chánh niệm tỉnh giác Không một chút rên la đau đớn Nhưng Thế Tôn giữ chánh niệm tỉnh giác Chịu đựng cơn đau ấy Không một chút ta tháng Đây là cách thức giữ tâm bất động Trong cơn đau dữ dội Có lẽ con đã biết cách giữ tâm chánh niệm tỉnh giác rồi chứ Giữ tâm chánh niệm tỉnh giác Tức là nhiếp tâm an trú trên thân hành nội thân hành ngoại. Khi nhiếp tâm an trú được trên thân hành nội hay ngoại thì bắt đầu nhiếp phục bệnh đau trên thân. Con hãy lắng nghe Phật dạy tiếp. Và Thế Tôn với sức tinh tấn nhiếp phục bệnh ấy duy trì mạng căn, rồi Thế Tôn lành bệnh. Với sức tinh tấn nhiếp phục bệnh ấy. Vậy với sức tinh tấn nhiếp phục bệnh ấy là làm gì? Với sức tinh tấn, tức là siêng năng, nhiếp phục bệnh ấy, tức là tác ý ngay bệnh đau đó ra khỏi thân tâm, như Đức Phật đã dạy, tác ý một tướng khác thì tướng kia bị diệt. Với cảm nhận của con về sự tác ý đuổi bệnh ra khỏi thân, cơn đau giảm từ từ. Đó không phải là tưởng Tứ niệm xứ có cần ngồi kiết già hay không? Kim Quang hỏi đạo. Hỏi. Kính thưa thầy, con muốn hỏi thầy về việc ngồi kiết già có cần thiết hay không? Hiện nay con chỉ ngồi trên ghế thường thôi. Con có cố gắng ngồi kiết già mỗi ngày 10 đến 15 phút, nhưng sau đó con thấy chân bị đau. Con nghĩ việc ngồi kiểu gì đâu có quan trọng quan trọng là tâm ly dục ly ác pháp phải không thầy đáp đúng vậy hiện giờ sự tu tập của con quan trọng nhất là ở chỗ tâm bất động ly dục ly ác pháp chứ không phải ở chỗ ngồi kiết già cho nên sự tu tập của con là phải tu tập trong bốn oai ghi đi đứng nằm ngồi đi đứng nằm, ngồi, cách nào cũng được. Miễn đi, đứng, nằm, ngồi sao cho thoải mái, dễ chịu, an ổn, vân vân. Tâm bất động, ly dục, ly ác pháp là tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Tâm thanh thản, an lạc và vô sự là tâm tứ niệm xứ. Như vậy, con đang tứ niệm xứ trên thân quán thân để khắc phục tham ưu ở đời trên thọ quán thọ để khắc phục tham ưu ở đời trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu ở đời trên pháp quán pháp để khắc phục tham ưu ở đời có các chứng ngại trên thân thọ tâm và các pháp thì phải đuổi ngay liền cho nên không cần phải ngồi kiết già nhưng nếu ngồi được kiết già cũng tốt vì nó là tướng phước điền nên nhiếp phục được mọi người khi họ nhìn thấy con đang tu tập. Tóm lại, khi tu tập tứ niệm xứ để diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp thì không cần ngồi kiết già, ngồi cách nào tu tập cũng được. Phụ chú ba, sống tẻ nhạt, đơn điệu, buồn chán, lãng phí thời gian. Câu hỏi của NC. Hỏi 1. Kính thưa thầy, nhìn thấy cuộc sống của mọi người trong tu viện sao tẻ nhạt, đơn điệu quá. Thầy chỉ nhận chúng về đây tu học chứ không bắt chúng làm công quả nặng nhọc như những chùa khác. Chúng sống như thế có buồn chán hay lãng phí thời gian không thưa thầy? Đáp. Khi đã trực tiếp về đây tu học theo giáo lý nguyên thủy của Đức Phật thì con đã biết độc cư là bí quyết thành công của sự tu tập thiền định vậy sao con hỏi câu này với ý nghĩa gì hỡi con ở đây tu viện không có mời thỉnh một ai về đây sống độc cư để cho tâm hồn họ buồn chán tẻ nhạt đơn điệu và lãng phí thời gian chẳng có ích lợi gì cho bản thân cho đời cho đạo mà chính mọi người về đây đều phải tự nguyện tự giác chấp nhận nếp sống tẻ nhạt đơn điệu này, đó là nếp sống của tu viện như vậy, nếu ai không bằng lòng, không chấp nhận nếp sống này thì chắc chắn sẽ không tu tập theo giáo pháp nguyên thủy được. Sự tu tập này là đem lại lợi ích cho bản thân người tu chứ không phải làm lợi ích cho người khác. Nếu ai thấy nếp sống này không lợi ích, tẻ nhạt, đơn điệu, buồn chán, lãng phí thời gian thì không nên đi con đường này phải không con? Con có biết không, vì sống tẻ nhạt, đơn điệu mới nhận ra từng tâm niệm làm khổ mình, làm khổ người và làm khổ cả hai. Đó là phương pháp chứng đạt đạo đức chân lý của Đạo Phật. Vì thế, tu viện chấp nhận một nếp sống tẻ nhạt, đơn điệu, ly dục, ly ác pháp không giống như nếp sống ồn ào chạy theo dục và các ác pháp như ngoài đời. Nếu không chấp nhận sống tẻ nhạt, đơn điệu Thì nên sống như người ngoài đời Có ai bắt buộc ai Phải sống nhàm chán, tẻ nhạt, đơn điệu, lãng phí thời gian chôn vùi một đời người trong đau khổ đâu Như con đã biết Đời phải sống đúng đời Đạo phải sống đúng đạo Đạo đời không thể lẫn lộn Đạo đời lẫn lộn không phải đạo Có phải vậy không con? Ở trong đạo họp nói chuyện là phá hạnh độc cư, là phi đạo phi đời. Đời chẳng giống đời, đạo chẳng giống đạo. Ngày xưa, Đức Phật gọi những người hay tập họp nói chuyện là ngoại đạo. Tại sao con lại có tâm niệm cho rằng sống hạnh độc cư của những bậc vượt thoát trần lao là đơn điệu tẻ nhạt buồn chán lãng phí thời gian nếu con đem đời sống thất tình lục dục của con người bình thường mà lồng ghép trong hạnh độc cư của những bậc thoát dòng tục lụy thì làm sao con chẳng cảm thấy tẻ nhạt đơn điệu buồn chán lãng phí thời gian phải không con thầy nghĩ rằng với kiến thức của con hiện có chưa phải thiếu sáng suốt như vậy mà con hỏi những câu hỏi này quả là trí tuệ con đang bị đám mây mù che khuất bởi vì con đã từng đọc sách của thầy thì lý đâu con như người chưa từng đọc như người chưa hiểu gì cả tâm con đang bị điên đảo tưởng điên đảo tâm điên đảo tình cảm phải không con vì lợi ích thầy không bắt buộc mọi người về đây tu tập làm công quả nặng nhọc như các chùa khác chỉ muốn cho họ đừng phí thời gian tu tập nên ghép họ vào nếp sống độc cư nhưng họ tu tập không đúng cách còn thừa thời giờ nhiều nên sinh ra buồn chán đi tập họp nhau nói chuyện phá hành độc cư như vậy họ rất lãng phí thời gian và rất tội nghiệp bỏ đời vào chùa tu tập xã tâm thế mà lại phá hạnh độc cư phá hạnh độc cư có lợi ích gì đời chẳng ra đời đạo chẳng ra đạo như trên đã nói tiếc thầy uổng thầy phí cả một đời người vị a la hán từ tuệ sinh đức hay từ đức sinh tuệ câu hỏi của MC hỏi hai kính thưa thầy trên bước đường thầy đào tạo a la hán tương lai thì giữa đạo đức và trí tuệ thầy chú trọng mặt nào hơn vị a la hán đó từ tuệ sanh đức hay từ đức sanh tuệ đáp thầy đào tạo bậc a la hán đúng theo tiêu chuẩn của đức phật đã dạy trí tuệ ở đâu thì đức hạnh ở đó đức hạnh ở đâu thì trí tuệ ở đó trí tuệ làm thanh tịnh đức hạnh đức hạnh làm thanh tịnh trí tuệ. Câu hỏi của con, trí tuệ và đức hạnh là hai pháp. Đó xác định sự hiểu biết của con về đạo Phật chưa toàn diện. Chưa hiểu rõ đạo Phật nên con mới hỏi thầy. Đào tạo A La Hán tương lai thì giữa đạo đức và trí tuệ, thầy chú trọng mặt nào hơn? Con đã từng đọc sách Phật mà lại hỏi thầy như vậy con có ngớ ngẩn không trong đạo phật đức hạnh là giới luật ngoài giới luật đi tìm đức hạnh thì không bao giờ có cho nên đức hạnh của phật là giới luật vì vậy phật dạy đức hạnh ở đâu thì trí tuệ ở đó con có nghe lời dạy này chăng bậc a la hán đức hạnh và trí tuệ là một còn phàm phu thì trí tuệ là trí tuệ đức hạnh là đức hạnh cho nên trí tuệ và đức hạnh là hai pháp do đó người đời thường hay đau khổ vì trí tuệ không có đức hạnh nên tâm tham sân si mạng nghi lẫy lừng a la hán không phải từ tuệ sinh đức mà cũng không phải từ đức sinh tuệ. A la hán là trí trong đức, đức trong trí. Người có trí tuệ, đức hạnh, không làm khổ mình, khổ người là a la hán. Do trí tuệ đức hạnh như vậy, tâm mới vô lậu. Tâm vô lậu là quả a la hán tại đó, không cần tìm đâu xa, không tu tập thêm gì cả khẩu khí a la hán câu hỏi của nc hỏi ba kính thưa thầy bài thần thông tác giả nguyên thanh thay thầy trả lời câu hỏi ngòi bút của cô quá thẳng như nhát roi quất mạnh vào lưng người hỏi đọc xong người ta không tỉnh ngộ mà còn phẫn nộ có người bảo nguyên thanh bản ngã cao thầy cho đó là khẩu khí của a la hán con không biết nghiêng về phía nào. Đáp Nguyên Thành viết bài Thần Thông là để trả lời cho những người hiểu sai Phật giáo, thẳng thắn vạch trần những tư tưởng xuyên tạc Phật giáo, cố ý dìm chánh pháp, dìm đạo đức chân chánh của Phật. Theo Thầy Hiểu, Nguyên Thành nói như vậy còn nhẹ, vì những người này là nhất xiển đề trong Phật giáo có lẽ còn quá yếu đuối trước thế lực của tà đạo hay có sự mặc cảm nào vội lên án nguyên thanh ngã mạng cao nói như roi quất vào lưng họ người hiểu phật pháp sai nên dạy cho họ biết cái sai để không còn hiểu sai nữa là ơn chứ sao lại thành oán dù là lời nói thẳng mạnh nhưng không mạ lỵ mạt sát người con có nghe đức phật nói về nhất tiễn đề không nhất tiễn đề là những người không thể giáo dục cảm hóa được những hạng người này cần phải nói thẳng đập mạnh như đức phật ngày xưa đã từng chỉ thẳng mặt nhất tiễn đề ngài bảo ông là người ngu si là vô giáo dục nhờ có nói thẳng đập mạnh như vậy mới khiến họ dẹp bỏ tính vô minh kiến chấp thuốc đắng giả tật Con có biết không? Trong đạo Phật thường dạy Thấy lỗi mình, đừng thấy lỗi người Còn ở đây, Thầy nhờ Nguyên Thanh trả lời dùm Nên Nguyên Thanh phải trả lời hết ý Theo bài luận vấn nạn, mạt sát, mạ lị người của Đại Thừa Vì thế, Nguyên Thanh phải vạch rõ những cái sai của người dốt mà hay nói chữ người viết văn còn sai lầm văn phạm và chính tả thì không nên phê bình văn ai cả thế mà dốt lại dám phê bình văn của kẻ khác thì nguyên thanh chỉnh lại để sau này họ viết văn cẩn thận tốt hơn đấy là làm ơn chứ đâu phải nói nặng người vì chánh pháp của phật khi tu hành chưa chứng đạt chân lý mà dám cầm bút phê bình người chứng đạt chân lý thì việc làm ấy quá nông cạn, không biết mình, không biết người. Cho nên, Nguyên Thanh khuyên bảo, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Đó là một lời khuyên rất tốt, rất đúng. Sao lại bảo Nguyên Thanh bản ngã cao? Nếu không có Nguyên Thanh thẳng thắn khuyên bảo, thì ngựa quen đường cũ, cứ vẫn viết văn phê bình người khác, thì càng lộ tẩy cái ngu dốt của họ cho mọi người khác biết thì rất tội nghiệp như vậy nguyên thanh đã làm ơn chứ đâu có gieo oán với ai đâu vậy mà nguyên thanh mang tiếng bản ngã cao người nhất diễn đề không bao giờ tỉnh ngộ không bao giờ thấy lỗi lầm chỉ biết phẫn nộ nhưng phẫn nộ là địa ngục nhất diễn đề luôn luôn mở cửa địa ngục. Nguyên Thanh nói thẳng mạnh để các hệ phái phát triển biết rằng những pháp môn của các ngài đều sai. Không phải chỉ có một mình Thầy Thông Lạc biết mà còn có nhiều người biết nữa như Minh Điền, Thu Phương, Hạt Cát, Diệu Quang, Mật Hạnh, Nguyên Thanh, vân vân. Ví dụ, có một người nói sai về ba mẹ con con phải làm sao hay phải nhỏ nhẹ năn nỉ ông ta khi gặp sự bất bình nói sai về cha mẹ mình ít ra con phải nói cho ông ta biết rằng ông nói như vậy là không đúng về cha mẹ tôi biết thì ông nói còn không biết thì ông đừng nên nói đó là lời khuyên tốt chứ đâu mắng chửi ông ta có phải vậy không con khi người ta phân giải đúng sai phải trái lại bảo người ta bản ngã cao con nói như vậy có đúng không phân tích cho người ta biết cái hiểu sai để người ta sửa bằng một lời khuyên chân tình khi đọc bài thần thông họ đã nhận được cái sai của mình thì hết sức cảm ơn nguyên thanh còn con đọc bài thần thông thì cho là nguyên thanh bản ngã cao khuyên người làm sai không nên làm sai nữa thì bị các con lên án sau này có ai làm sai chắc không dám nói thẳng và khuyên bảo nữa như vậy cuộc đời này sẽ ra sao nguyên thành dám dùng lời nói thẳng thừng khuyên dạy người trong khi mình tu chưa chứng đấy không phải khẩu khí làm thầy thiên hạ sao con có thấy điều này không để trả lời câu hỏi này con không biết nghiêng về phía nào như vậy đợi nguyên thanh chứng quả a la hán sẽ trả lời câu hỏi của con một lần nữa lời thầy nói chưa đủ lòng tin vậy con hãy đợi đức phật vị lai ra đời sẽ trả lời câu hỏi này của con trong thời đức phật còn tại thế mọi người đang theo phật tu hành khi nghe người ta nói xấu phật có thai với một phụ nữ mọi người không suy nghĩ kỹ vội bỏ phật không theo tu nữa người ta đã hiểu lầm khi một người tu chứng đạt chân lý thì dục lậu hữu lậu và vô minh lậu đã được làm chủ và đoạn diệt thì làm sao lại có chuyện có thai với người phụ nữ họ nói và hiểu người tu chứng đạt chân lý như kẻ phàm phu họ đâu biết rằng khi chứng đạt chân lý thì thân tâm người tu hành thanh tịnh, trong sạch Không còn bẩn thiểu, ô trượt, quế nhiễm mùi tục lụy thế gian Đối với Đức Phật ngày xưa Ngài tu hành chứng đạt chân lý cho Ngài Giải thoát cho Ngài Chứ đâu phải tu hành để cầu mọi người theo mình Sau khi tu hành chứng đạt chân lý Ngài thấy mình được giải thoát hoàn toàn Nên vì lòng thương chúng sanh mà đem giáo Pháp dạy lại cho con người Cho nên Ai theo Phật tu tập Thì Phật phải nhọc nhằn Không ai theo Phật tu tập Thì Phật thảnh thơi Còn thầy thì sao? Các con không tin Không theo thầy tu hành Thì thầy thảnh thơi Danh lợi làm chi cho nhọc nhằn Phải không con? Hạt cát, thu phương, minh điền, mật hạnh, diệu quang đã vạch trần cái hiểu biết sai lầm của người khác nhưng không có lời khuyên bảo như nguyên thanh nên không bị mọi người lên án ngã mạng cao cuộc đời con luôn học đạo đức với thầy mà lại nghĩ xấu về người khác trong khi phật dạy thấy lỗi mình không nên thấy lỗi người thầy không có dạy con vạch lỗi người khác thế mà con vạch lỗi nói xấu người khác trong khi nguyên thanh là một bạn gái đồng tu như các con trong khi nguyên thanh chưa có một lỗi lầm nào với các con vậy mà các con nỡ lòng nào nói những lời như vậy trong khi nguyên thanh chỉ vâng lệnh trả lời giúp thầy nhưng đều phải trải qua sự duyệt lại của thầy các con chơi bài viết của nguyên thanh là ngã mạng cao tức là các con cho thầy là ngã mạng cao các con có hiểu không các con không kém gì số người ở hệ phái khác đã từng nói thầy ngã mạng cống cao chê các tổ sau thời gian về đây tu tập thầy tưởng các con tu tập tả tâm tốt nhưng không ngờ mọi người đều nghi ngờ thầy như các con thì đạo đức nhân bản nhân quả sẽ không có mặt trên thế gian này. Đạo đức nhân bản nhân quả sẽ không có mặt trên thế gian này thì mọi người sẽ tìm hạnh phúc trong sự làm khổ mình, làm khổ người và loài người sẽ đi về đâu? Các con có biết không? Khả năng làm việc phi thường Câu hỏi của NC Hỏi 4 Kính thưa Thầy, tháng hè con ở tu viện chân như thấy thầy và cô út làm việc vất vả cực lực thậm chí không có thời gian để nghỉ ngơi thầy từng nói thân thầy cũng vô thường như thân con vậy sao thầy và cô út có khả năng làm việc phi thường đến như thế đáp thầy và cô út không có sức khỏe phi thường như con nghĩ thầy và cô út làm việc vì lợi ích cho mọi người sống có đạo đức không làm khổ mình khổ người nên vui vẻ vì thế mà việc làm khỏe hơn mang lấy nghiệp thảm hại câu hỏi của nc hỏi số năm kính thưa thầy những người về chân như tu học có người thật sự nhiệt tâm tu tu rất tốt nhưng lại không chứng quả a la hán còn mang lấy nghiệp thảm hại. Thầy có thể nói rõ nguyên nhân để những người sau biết đường tu, tránh dẫm lên bước chân lầm lạc. Đáp: Tại sao con hỏi như vậy? Có ý nghĩa gì? Những người về tu viện Chân Như, có người tu thật sự nhiệt tâm, tu rất tốt, nhưng lại không chứng được quả A La Hán, còn mang lấy nghiệp thảm hại. Con hỏi như vậy có nghịch lý không con? Tại sao tu thật nhiệt tâm, tu rất tốt nhưng không chứng quả A la hán mà còn mang lấy nghiệp thảm hại? Một câu hỏi không có lý. Một người tu thật nhiệt tâm, tu rất tốt, ngay trong sự tu tập nhiệt tâm, buông xả, rất tốt buông xả là đã chứng quả A la hán ngay đó rồi. Vì nhiệt tâm và rất tốt buông xả thì tham sân si đã quét sạch thì quả a la hán tại đó con ạ. À. Tâm còn tham sân si thì còn mang lấy nghiệp thảm hại. Tâm hết tham sân si thì còn mang lấy nghiệp thảm hại chỗ nào được. Cho nên tâm tham sân si sạch thì quả a la hán tại chỗ đó như đã nói trên những người về tu viện chân như tu tập xả tâm chưa sạch nhưng vẫn làm muội lược tham sân si tham sân si muội lược thì sự đau khổ cũng giảm rất nhiều và như vậy còn mang nghiệp thảm hại ở chỗ nào khi người ấy biết xả tâm ở tu viện đâu có dạy trộm cướp giết người mà phải mang lấy nghiệp thảm hại vào thân chỉ có những người về tu viện không tu tập dụm năm dụm ba nói xấu người này nói xấu người kia thì phải mang lấy nghiệp thảm hại vào thân chỉ có những người về đây tu tập kết phe kết đảng ly gián gây rối thì những người này mới mang lấy nghiệp thảm hại vào thân những ngày qua các con tu tập nói chuyện quá nhiều nên mang lấy nghiệp thảm hại vào thân các con có biết không nghiệp thảm hại là gì các con có biết không đó là những sự kiện xảy ra làm cho thân tâm bất an thân tâm bất an thì tu hành rất khó khăn có khi phải bỏ cuộc trở về thế tục thầy rất đau xót khi thấy các con tập họp nhau nói chuyện thì công lao dạy dỗ của thầy như nước chảy qua cầu còn gì nữa đâu phải không con hai tâm đó có khác nhau không câu hỏi của nc hỏi sáu kính thưa thầy mục đích của người tu theo thiền tông để trở về với tâm chân như còn tu theo pháp nguyên thủy của thầy thì sống với tâm bất động trước ác pháp Hai tâm đó có khác nhau không vậy thầy? Đáp. Tâm chân như là tâm chẳng niệm thiện niệm ác. Tâm chẳng niệm thiện niệm ác là tâm tưởng không niệm. Tâm tưởng không niệm là tâm chẳng có ích lợi gì cho đời sống tu hành giải thoát của mình. Tâm chân như khi xả ra trở lại tâm bình thường thì tham, sân, si vẫn còn giấy đầy không muội lược chút nào. Ngược lại, tâm bất động nguyên thủy không có nghĩa là tâm không có niệm thiện, niệm ác. Tâm bất động nguyên thủy là tâm ly dục, ly ác pháp, nên tâm tham sân si đều xả sạch. Tâm bất động là tâm không có dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Duy trì tuổi thọ Câu hỏi của NC Hỏi số 7 Kính thưa Thầy, nếu chưa đào tạo được A-la-hán kế tiếp mà Thầy nhập diệt Có e rằng chánh Pháp sẽ bị dìm mất lần thứ hai Thương chúng sanh đau khổ, Thầy có thể nào duy trì tuổi thọ lâu dài Hay hóa sanh trở lại tiếp tục dẫn dắt đàn con qua bờ bên kia không thầy? Đáp. Nếu mọi người về đây không lo tu tập xả tâm, thường phá hạnh độc cư, hội họp nói chuyện, đó là phước báo của chúng sanh đã hết, không còn đủ duyên với đạo đức nhân bản nhân quả. Thì thầy đào tạo A La Hán làm chi nữa cho cổ nhọc? Viết sách đạo đức có lợi ích gì cho ai nữa? Trường hợp này, thầy sẽ đi ẩn bóng là vừa và cũng là sự ra đi vĩnh viễn để ngày mai có những vị phật tương lai ra đời dạy họ tu tập tốt hơn góp phần vào việc giữ gìn và xây dựng chánh pháp câu hỏi của mc hỏi tám kính thưa thầy là đệ tử tại gia của phật chúng con cũng muốn đóng góp mình cho việc giữ gìn và xây dựng chánh pháp chúng con có thể làm được những gì nhất là trong thời còn đại thừa đang phát triển mạnh ác pháp đang lan tràn làm con người sống trong đảo điên tâm tưởng đáp muốn góp phần vào việc giữ gìn và xây dựng chánh pháp thì phải tu tập và giữ gìn giới hạnh đúng pháp như trong những ngày thọ bát quan trai rồi đem sự tu tập này áp dụng vào đời sống hàng ngày xả tâm để thực hiện đạo đức làm người, sống không làm khổ mình, khổ người. Đó là góp phần vào việc giữ gìn và xây dựng chánh pháp. Muốn góp phần vào việc giữ gìn và xây dựng chánh pháp, không phải ở chỗ xây dựng cơ sở, không phải ở chỗ in kinh sách nhiều, mà ở chỗ mỗi người phải sống có đạo đức, đừng nói những lời ly gián, đừng nói xấu người khác. Đừng tranh chấp hơn thua, đừng vì danh, vì lợi mà vì sống lợi ích cho mình, cho người. Bất kỳ tôn giáo nào đều có những lý luận, đây là trực đạo, đây là chánh đạo. Câu hỏi của NC. Hỏi số 9. Kính thưa thầy, bất kỳ một tôn giáo nào, một hệ phái nào cũng đều có những lý luận chứng minh pháp môn mình là đúng, là chân chánh. Còn đối với pháp môn nguyên thủy của ta, phải chăng cần thể hiện qua sự thực hành, qua gương hạnh sống hơn là lý luận, phải không thầy? Đáp Đúng vậy, thể hiện qua sự thực hành sống, đức hạnh là cái gốc. Nhưng đối với Phật giáo nguyên thủy thì tri hành phải hợp nhất. Cho nên, Kinh sách nguyên thủy có những lý luận sắc bén dựng lên sự thật rõ ràng và cụ thể toàn diện sự thật của con người. Còn các tôn giáo khác và các tư tưởng triết học đều có lý luận chứng minh những điều họ nói ra, nhưng chỉ đúng một phần nào sự thật, chứ chưa toàn diện. Cho nên, những lý luận của họ thiếu thực tế, không cụ thể, còn có kẻ hở nên gặp người trí vạch ra thì ai cũng nhận biết sự lý luận của họ còn ảo tưởng chưa như thật phật giáo nguyên thủy lấy bốn sự thật của loài người chỉ rõ cho họ thấy vì thế nên không bị ảo tưởng hư tưởng lừa đảo các tôn giáo và các hệ phái và các triết học không dựa vào sự thật toàn diện mà lý luận nên thường bị tưởng trì xen vào khiến cho lý luận của các tôn giáo, các hệ phái và các triết học thành phiến diện có nhiều kẻ hở sai sự thật. Con người khổ vì thiếu nền đạo đức nhân bản nhân quả. Câu hỏi của NC. Hỏi 10. Kính thưa thầy, ở trên đời có người khổ vì vật chất, có người khổ về tinh thần nhưng con xét thấy người ta khổ chỉ vì thiếu nền đạo đức nhân bản nhân quả con nhận thấy như vậy có đúng không thưa thầy phải chăng chỉ có người sống đúng theo phạm hạnh của phật mới thoát khổ hoàn toàn đáp đúng vậy ở trên đời có người khổ vì vật chất có người khổ về tinh thần nhưng chỉ vì thiếu nền đạo đức nhân bản nhân quả mà chịu khổ như vậy. Con nhận xét như vậy rất đúng. Muốn thoát khổ hoàn toàn thì chỉ sống không làm khổ mình, khổ người. Đạo Phật ra đời dạy người thoát khổ cũng là vì mục đích này. Chân Như, 13 tháng 7, 2005 Kính ghi Thầy của các con Bài Sinh Sám Hối của NC. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy. Sau khi đọc xong, trả lời những câu hỏi của NC thì chúng con đã hiểu và nhận ra cái sai của mình. Con xin thành tâm sám hối với thầy và cả với Nguyên Thanh. Quả thật, cả một cuộc đời con học đạo đức với thầy vẫn được nhắc khuyên thấy lỗi mình Đừng thấy lỗi người Nay vì một phút nông cạn Thiếu nghĩ suy Mà con đã quên đi lời dạy đó Vì chúng con hội họp nói chuyện Phá hành độc cư Nên bị cô út kỷ luật Đuổi ra khu ngoại trú Và cũng từ bỏ phóng tâm Chuyển sang phóng vật Mà công phu tu tập của các con Trong thời gian qua mất hết Trở về con số 0 chúng con chuốc lấy thảm hại vào thân chỉ vì không vâng lời thầy dạy thầy đừng buồn đừng chán nản các con mà ẩn bóng ra đi vĩnh viễn nghe thầy chúng con đang cần có thầy nói đúng hơn nhân loại đang cần có thầy chỉ dạy nền đạo đức nhân bản nhân quả để cuộc đời này vơi bớt những khổ đau nếu không tin vào thầy thì con đâu phát nguyện đời này làm đệ tử của thầy. Chúng con đã không có phước duyên sanh vào thời Đức Phật, nhưng may thầy có thầy bậc đoạn tận lậu hoặc. Nếu không nương tựa vào thì chúng con biết nương tựa vào ai để tu học chứng đạt giải thoát? Thầy chính là vị minh sư của các con, giới luật và đạo sư của các con. Nếu con không nghe lời chỉ dạy của minh sư Không theo sự chỉ đường của đạo sư Giữ gìn giới luật Thì các con sẽ tìm cầu giải thoát Trong sự khổ đau Rồi đây cuộc đời sẽ ra sao? Từng dòng con viết lên đây Là từng nỗi dây dứt và hổ thẹn trong tâm con Kính mong Thầy quán xét và từ bi cho chúng con được sám hối lỗi lầm qua sự việc lần này con đã thấy được tầm quan trọng thiết yếu của hạnh độc cư khi tu tập theo pháp môn nguyên thủy ngày mai con ra đời làm cô giáo sẽ luôn luôn khắc ghi lời dạy của thầy thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người đừng nhìn cuộc sống bằng sự đúng sai phải trái mà hãy nhìn bằng đôi mắt nhân quả thiện ác đó là phương châm sự thế là cẩm nang giúp cho con vượt qua trở ngại cuộc đời không bao lâu con sẽ trở về bên thầy chính thức làm đệ tử xuất gia của thầy con hứa từ đây về sau không dám coi thường giới luật sai phạm giới luật các con sẽ là những đứa con ngoan công ngỗ nghịch làm buồn lòng thầy nữa đâu Thầy Hoan Hỷ tha thứ lỗi lầm cho chúng con nha thầy. Chân như, ngày 24 tháng 7 năm 2005. Kính NC. Tái bút. Thầy ơi, hồi nhỏ tới lớn con phạm lỗi nhiều lắm. Mỗi lần bị người ta trách mắng, con chỉ biết xin lỗi chứ không biết ghi bài sám hối những gì con nói ra đây là sự hối hận thực tâm ngưỡng mong thầy chấp những mong thầy chấp những mong thầy chấp những mong thầy.